Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chăm sóc Sức khỏe và Sắc đẹp Khỏe đẹp Thập Thâm Liệu Pháp. Tôi rất là vui bởi vì hơn 16 năm qua, qua quá trình nghiên cứu, trải nghiệm và ứng dụng cái phương pháp Khỏe đẹp Thập Thâm Liệu Pháp đối với mọi người, thì cái được cái kết quả vô cùng là phấn khởi, vô cùng là đáng khích lệ. Và tôi đã hướng dẫn 113 khóa học ở trong nước và ở nước ngoài, và mọi người đều ứng dụng rất là thành công. Phương pháp này tôi cũng đã làm các cái video hướng dẫn cụ thể cả lý thuyết và thực hành, để mọi người có thể, những người ở xa không về được, hoặc là không có điều kiện thời gian để đi học trực tiếp, thì mọi người qua các cái video online đấy đều có thể ứng dụng và làm chăm sóc sức khỏe được rất tốt. Thế nhưng vấn đề ở đây là bây giờ Vân muốn chia sẻ với các bạn là càng đi trên cái con đường chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp này, Vân càng thấy những lợi ích vô cùng to lớn. Và Vân mong muốn rằng có những người cùng tâm sáng, trí bền và cùng mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp này tới cộng đồng, thì Vân đang cần hội tụ những con người như thế để cùng nhau lan tỏa, giảng dạy cái phương pháp này đến cộng đồng, để càng ngày càng được nhiều người được đón nhận các bạn ạ. Những người rất là đang đau đớn, rất khổ sở, thế nhưng mà chỉ sau một lần thôi, người ta cũng đã được cải thiện rất nhiều rồi, phấn khởi lắm các bạn ạ. Và kể cả những người có khuôn mặt bị méo mó, lệch vẹo đủ các kiểu luôn, được cải thiện rất tốt đó. Thế nên là mong muốn khao khát làm sao đẩy mạnh, đẩy nhanh cái phương pháp này đến cộng đồng, thì cần phải có những người cộng sự và những người chung với mình trên một con đường, thì điều đó càng được nhanh thành công hơn các bạn ạ. Theo lịch thì của Hải Vân sẽ hướng dẫn 3 lớp ở Hà Nội, sau đó đến 3 lớp ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là tiếp tục Hải Phòng, đã đặt lịch rồi các bạn nhé. Và ở Hải Phòng thì các bạn nếu như ai mà mong muốn được học hoặc là được chăm sóc sức khỏe cũng như nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt bằng đôi bàn tay, thì các bạn cũng sẽ đăng ký với ban tổ chức để chúng tôi sẽ xếp lịch. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ vào khoảng từ mùng 1 cho đến 15, và tiếp theo sẽ là lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trên mọi miền tổ quốc thì tất cả các cô chú, anh chị và các bạn, những ai mà yêu thích phương pháp này và muốn được tổ chức ở tại vùng miền đấy, thì chúng ta có thể tập hợp những người mà yêu thích để tham gia, thì đoàn Thập Thông Liệu Pháp thì sẽ bố trí lịch để tiếp theo lịch ở Hải Phòng là sẽ về nơi đó nha các bạn nhé. Và có thể chúng tôi sẽ lên lịch trên trong khắp cả năm để mà mang những cái điều tốt lành từ Khỏe đẹp Thập Thông Liệu Pháp đến với cộng đồng. Mà rất mong thì nhiều người được đón nhận phương pháp này, bởi vì Vân nghĩ rằng phương pháp này đúng thực sự là một món quà kỳ diệu, một món quà vô giá mà cuộc sống đã trao tặng cho con người. Mong sẽ có được nhiều các anh chị và các bạn cùng một cái ý tưởng mang niềm vui này đến với cộng đồng, thì hãy đến với Hải Vân. Và số điện thoại của Hải Vân là 0915138060. Các anh chị nào có ý tưởng như để cùng lan tỏa điều tốt đẹp, hãy trực tiếp liên lạc với Hải Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những kỳ tới.